Trở thành người sở hữu iPhone 16 series chính hãng VNA sớm nhất với Hoàng Hà Mobile, nhận ngay ưu đãi lên tới 7 triệu đồng, phụ kiện ưu đãi 50%. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội bốc thăm VinFast VF3 trị giá 240 triệu đồng, đặt trước từ ngày 20 tháng 9, có hàng từ ngày 27 tháng 9, quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, càng ngày câu nói đừng chỉ nghe những gì người khác nói mà cũng phải nhìn những gì người khác làm. Câu nói này đang ngày càng thể hiện được ý nghĩa sâu sắc của nó. Khi mà mới đây, phía Campuchia đã bất ngờ thông báo một quyết định mà khiến cả Việt Nam và Lào đều cảm thấy ngỡ ngàng. Đó là Campuchia chính thức rút khỏi tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Campuchia lại làm như vậy? Thế chẳng phải những đồn đoán trước đây lại đang dần trở thành sự thật hay sao? Trước hết, hãy cùng nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại khu vực tam giác này. Thì cách đây 25 năm, khi ông Hun Sen mới lên cầm đầu nền kinh tế Campuchia, ông ấy đã đưa ra một sáng kiến rằng Campuchia muốn thành lập một khu vực tam giác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia để cùng nhau phát triển. Và rất nhanh sau đó, hai nước còn lại là Lào và Việt Nam đã vô cùng hoan nghênh sáng kiến này. Thế là khu vực tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia hay còn viết tắt là tam giác CLV được hình thành. Đây là khu vực rất lớn, nó gồm có 13 tỉnh, tương đương với một quốc gia thu nhỏ. Trong đó, Việt Nam tham gia với 5 tỉnh gồm có Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước ở Tây Nguyên. Còn Campuchia có 4 tỉnh, còn Lào có 4 tỉnh. Mình xin phép hiển thị chữ không đọc tên bởi vì tên hơi khó đọc, dễ đọc sai. Mà có đọc thì hầu hết chúng ta cũng chẳng nhớ được. Mình không thích biến mọi thứ trở nên phức tạp. Rồi, thế thì cái tam giác này sẽ mang lại điều gì? Thì trước hết là sự hợp tác giao thông. Trong khu vực tam giác này thì các con đường đã được ưu tiên xây dựng xuyên ba quốc gia. Vì các bạn biết rằng không có đường xá đẹp thì không thể phát triển thương mại, dịch vụ, không thể nâng cao đời sống kinh tế được. Giống như bạn yêu một cô gái đẹp, dù xa nhau đến 40 km mà đường đẹp thì bạn cũng chỉ phóng 30 phút là tới. Em chỉ cần đòi ăn một gói bim bim, anh cũng sẵn sàng mua và lao tới. Nhưng mà đường toàn ổ gà, ổ vịt thì có khi 5 km bạn cũng chẳng muốn đi. Nên là đường đẹp rất quan trọng. Trong khu vực này thì Campuchia đã được Việt Nam cho vay ưu đãi 26 triệu đô vào năm 2007 để phát triển con đường 78. Mảng thứ hai là về năng lượng. Thì trong khu vực này, thủy điện được các nước ưu tiên phát triển. Ví dụ Việt Nam có thủy điện Iali, Buôn Cướp. Còn Việt Nam cũng xây ở Lào, thủy điện Sekaman 3 và một số thủy điện khác. Thứ ba là về thương mại. Thì nói chung trong khu vực này, việc buôn bán rất thuận lợi và nhộn nhịp. Các quốc gia đều có chính sách ưu đãi và đặc thù riêng cho khu vực. Mảng thứ tư là về đào tạo. Thì Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo miễn phí cho Lào và Campuchia nhiều học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó thì Việt Nam còn giúp Lào và Campuchia xây dựng trường học với tiền viện trợ không hoàn lại. Như vậy là chúng ta thấy Campuchia được hưởng khá nhiều lợi ích trong việc phát triển tam giác này. Và đương nhiên là Việt Nam và Lào cũng có nhiều lợi ích. Nói chung là việc phát triển tam giác này là rất hài hòa, tốt đẹp, các bên cũng có lợi. Thế nhưng mà ở Campuchia lâu lâu vẫn xuất hiện biểu tình phản đối việc phát triển tam giác CLV. Thực ra thì cũng không có gì là khó hiểu. Các bạn thấy là Campuchia cũng như là bất kỳ quốc gia nào khác, khi mà chính quyền ông Thủ tướng Hun Sen điều hành đất nước thì sẽ luôn tồn tại các thế lực chống đối, kể cả Mỹ cũng vậy thôi. Nếu mà chính quyền ông Trump thắng cử thì phe Dân Chủ sẽ luôn phản đối trong nhiều chính sách của chính phủ. Thế nên là việc có lực lượng chống đối là chuyện đương nhiên, nắm quyền càng lâu thì lực lượng chống đối lại càng nhiều. Campuchia cũng vậy thôi, mà đã có thế lực chống đối thì người ta cũng chỉ cần tìm lý do để chống đối thôi. Mà lý do nào nghe càng thuyết âm mưu càng tốt. Thường thì ở Campuchia, các thế lực chống đối sẽ chọn Việt Nam là mục tiêu tấn công. Ví dụ như thế lực Pol Pot tàn dư, họ bị Việt Nam đánh cho chạy té khói, nên giờ họ vẫn căm thù Việt Nam và vì vậy vẫn chống đối Việt Nam. Bởi vậy, họ đưa ra một số thuyết âm mưu như là các cháu ơi các cháu phải cẩn thận. Người Việt Nam nguy hiểm lắm, cái tam giác phát triển đó là công cụ để Việt Nam xâm phạm chủ quyền biên giới Campuchia, là nơi để Việt Nam khai thác hết tài nguyên của Campuchia. Nói chung, thích ngồi nghĩ, thì chúng ta có thể nghĩ ra cả tỷ thứ thuyết âm mưu, cái nào càng đen tối thì lại càng dễ khiến người ta tin. Trong đó, rõ ràng chính Campuchia, chính thủ tướng của họ là người đề xuất cái tam giác này. Thế thì, nếu ai đó có ý đồ, thì phải là Campuchia có ý đồ trong việc phát triển tam giác CLV, chứ sao lại là Việt Nam? Ông đề xuất chúng tôi thấy hay thì chúng tôi tham gia.
Dâu lại quay ra bảo là chúng tôi có ý đồ với ý tưởng của ông thì là thật vô lý. Và mới đây, vào giữa tháng 8, ở Campuchia đã có tin đồn rằng có thể những thế lực chống đối sẽ tổ chức biểu tình ở Campuchia để phản đối nhiều vấn đề. Trong đó, được cho là có cả sự phản đối tam giác phát triển với Việt Nam. Đợt đó thì Campuchia đã phải chuẩn bị tới 1.000 cảnh sát, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tổ chức nào có ý đồ chống phá. Trung tướng Narin là phó cảnh sát trưởng quốc gia, khẳng định lực lượng an ninh đã sẵn sàng trấn áp bất kỳ nhóm cực đoan nào cố gắng tổ chức các cuộc biểu tình bất hợp pháp vào ngày 18 tháng 8 hoặc những ngày tiếp theo. Còn thủ tướng Hun Manet là con trai của cựu thủ tướng Hun Sen thì cảnh báo rằng phe đối lập ở nước ngoài đang kêu gọi người dân tập trung tại thủ đô để phản đối sáng kiến khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn với bất kỳ kẻ nào cố gắng chống phá đất nước và khẳng định sẽ không cho phép âm mưu do một số ít thế lực thù địch thực hiện lòng chia rẽ đất nước. Nói về tam giác phát triển thì thủ tướng Campuchia luôn tự hào và ca ngợi sáng kiến này. Vào tháng 7, ông Hun Sen vẫn còn nhắc lại việc chính ông đã đưa ra sáng kiến tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Nhà lãnh đạo Campuchia đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa lợi ích từ sáng kiến này đối với phát triển đất nước. Vì lợi ích của nhân dân, ông cũng kêu gọi các bên có biện pháp xử lý với những người tung các thông tin sai sự thật về tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Như vậy là mới chỉ 2 tháng trước, ông Hun Sen vẫn còn ca ngợi sáng kiến tam giác phát triển và tuyên bố xử lý nghiêm những người đưa tin sai sự thật. Còn về Việt Nam thì đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 8 đã cho biết trải qua 25 năm hình thành và phát triển, hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu, nhân dân giữa ba nước. Từ đó mà góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân của cả ba nước, đặc biệt là người dân sinh sống ở khu vực này. Đại diện Bộ Ngoại giao còn nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào để tổ chức các hội nghị cấp cao trong khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay tại Campuchia. Vậy nhưng mà mới ngày hôm qua, ông Hun Sen đã bất ngờ tuyên bố Campuchia chính thức rút khỏi tam giác phát triển. Để giải thích cho lý do này, thì ông Hun Sen có đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân để nói rằng 25 năm qua hoạt động, sáng kiến tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu cho sự phát triển của 4 tỉnh khu vực Đông Bắc Campuchia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thành phần cực đoan đã xuyên tạc về sáng kiến này như là một vũ khí chính trị để vu khống và tấn công chính phủ Campuchia, gây hoang mang dư luận. Theo ông Hun Sen, chính phủ Campuchia đã thực hiện các biện pháp bao gồm chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng để người dân có thể hiểu rõ hơn về hợp tác tam giác phát triển, vạch trần thủ đoạn chính trị của những kẻ cực đoan, duy trì hòa bình và ổn định xã hội. Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thì đã gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Lào để thông báo quyết định trên. Trong thư thì Bộ trưởng giải thích rằng sau khi cân nhắc và đánh giá cẩn thận tiến độ thực hiện, nhiệm vụ hợp tác đã đạt được mục tiêu, do đó Campuchia đã quyết định chấm dứt tham gia CLV theo điều 18 của bản ghi nhớ chính phủ giữa ba nước. Nghe thì chúng ta cũng chỉ thấy chung chung là Campuchia sau khi đánh giá và cân nhắc thì họ quyết định rút, nhưng mà thực sự nguyên nhân sâu xa là gì thì họ không có nói. Thế nhưng với kinh nghiệm và quan điểm cá nhân, mỗi chúng ta có thể có những suy luận riêng cho sự kiện này. Không biết sau khi rút, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia có được tốt đẹp như trước hay không và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hy vọng rằng dù không còn là thành viên của tam giác phát triển nữa thì mọi thứ vẫn cứ tốt đẹp bình thường. Còn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.